Chào các bạn, mình là kỹ sư hẻm. Hôm nay mình sẽ tập trung thảo luận vào cái vấn đề mũ bảo hiểm với cái nhan đề là đầu của bạn trị giá bao nhiêu tiền. Thì hiện nay á, trên thị trường có rất là nhiều chủng loại nó, từ nước ngoài có Việt Nam, có Trung Quốc, có, và rất là nhiều người ta phân vân là không biết sử dụng cái nó như thế nào để mà có thể là bảo đảm an toàn cho chính mình. Thì đầu tiên mình sẽ xin kể một cái câu chuyện, đó là câu chuyện của chính mình. Thì hồi cách đây khoảng 8 năm, thì lúc đó mà mình mới chơi xe á, thì lúc đó mình chỉ thích vào kiểu dáng cho nó đẹp thôi. Mình lựa những cái nón mà những cái hãng giống như là Bion hay gì đó, kiểu rất là đẹp, đổi rất là ngầu. Thậm chí có lúc mà mình có một lần tới 5-7 cái nón để mỗi ngày đổi một cái nón, một cái màu, nhìn rất là cute, rất là ngầu. Đấy. Nhưng cái quan điểm của mình đã thay đổi chỉ sau một lần. Lần đó là cái gì? Lần đó là một lần té. Thì mình chạy xe thì mình chạy ngoài đường, mình cũng chạy kỹ lắm nên cũng ít khi té. Còn mà cái chuyện mà mình té là ở những cái lúc mình tập biểu diễn. Thì ở cái lần đó mình đậu một cái nón Bion và mình làm một cái chiêu bốc đít. Và khi đó cái xe nó hố và mình lao thẳng xuống, đập cái đầu thẳng xuống dưới đường, là một cái cốp. Thì các bạn có biết không, lúc mình tháo cái nón ra mình coi cái nón, thì cái nón chỉ chày nhẹ thôi, nó không có nứt, không có gì hết. Nhưng mà cái đầu của mình á, thì nó sưng một cái cục cao bằng quả chanh á. Điều đó làm cho mình rất là thắc mắc, ủa sao kỳ vậy ta, mình đội nguyên cái nón full face bự cả như vậy, mình té mình đập đầu xuống đường, cái nón thì chỉ chày sơ chút xíu thôi, không bị gì hết, mà sao cái đầu của mình lại sưng cục. Lúc đó mình nói chà, bắt đầu mình cảm thấy là có vấn đề gì đó với cái nón này. Lúc đó mình đã thử, mình đổ qua một hãng khác, mình mua thử một cái nón HGC carbon, cái dòng kiểu như cào cào á đó. Thì mình đổ qua thử cái nón đó mình tập, và cũng xui thêm lần nữa, tại thời gian đó mình mới tập mình hay té lắm. Mình té một nhát nữa cũng y chang như vậy, cũng đập mạnh y chang vậy luôn, đập cái cốc cái nón carbon xuống. Lúc đó thì nó bị nứt ngay chỗ đó luôn, nó bị chảy nứt đó luôn. Nhưng mà mình không có cảm nhận là mình có đập cái đầu hay không nữa, mình chỉ thấy hơi nhẹ choáng tí thôi, đầu không đau không gì hết. Mình chỉ đơn giản là mình biết mình đập cái đầu xuống một cái, cốp một cái thôi, nghĩa là nó thì chày nứt, cái đầu không sao. Từ đó mình đã rút ra kinh nghiệm được rằng là cái gì, giữa cái nón xịn với cái nón dởm á, nhìn bề ngoài thì tem tiết gì nó không quan trọng, cái quan trọng á là khi bạn đập đầu xuống đất á, thì cái bên trong là cái nội dung là cái đầu của bạn á, nó còn ổn hay không. Thì bắt đầu quay lại với cái những năm gần đây á, bắt đầu khi mà có nhiều cái hãng nó đưa ra những cái dòng nón mà để nó cạnh tranh nhau về giá, chẳng hạn như là những cái nón nhái AGV, là như là AGU hay là cái gì đó, mình nghe cái giá thì mình cũng rất là phân vân, nón gì mà có 300.000 cái, 400.000 cái, 500.000 cái và những cái nón khác nữa. Thì ở cái thời gian vừa rồi có rất là nhiều bạn trên mạng sử dụng những cái nón đó, và những cái hình ảnh mà khi mà té xuống, đầu đập xuống đất, cái nón còn nguyên mà bên trong não bạn chảy máu chết tại chỗ, rồi coi giống như là bị xuất huyết não. Thì cái đó là một cái lời cảnh tỉnh. Vì sao? Vì á, để sản xuất một cái nón nhái nó không cần nhiều công nghệ, bạn chỉ việc làm cái khuôn nón, bạn đổ nhựa rồi bạn làm múa các thứ nhìn y chang nón xịn, nhưng mà bên trong nó chẳng có một công nghệ mẹ gì để chống an toàn cho cái đầu của bạn. Thì cái nón nó khác nhau giữa gì? Đây, bữa nay là mình sẽ tháo thử một cái nón. Đây là một cái nón Arai. Đây là cái phiên bản đặc biệt dành cho xe Ducati lúc mà nó sản xuất ra chiếc Panigale á. Thì cái lúc mà giá mà nó mới mua á, thì nó nằm ở 1.000 euro, là khoảng gần 30 triệu á. Thì cái nón Arai này á, đặc trưng của cái hãng này là vì sao nó mắc? Là nón Arai hiện giờ nó sản xuất tại Nhật Bản và toàn bộ nó làm thủ công. Thì ở trong một cái nón, đây là cái lớp vỏ ngoài của nó, thì nhiều người cứ nghĩ là nó sẽ bằng nhựa hay gì, không phải. Nó là một dạng sợi đó, và nó được quét thủ công bằng tay. Thì cái sợi này nó hay hơn những cái đồ Trung Quốc, nó đổ khuôn là sao, giống như mình hay nói là dàn nhựa áo của xe Nhật với lại xe Trung Quốc nó khác nhau cái gì. Đồ xe Nhật nó rất là dẻo, những cái kiến, những cái nhựa của nó dẻo quẹo à, và nó té hay gì thì nó chỉ chày thôi chứ nó không bể. Còn giống như là đồ dàn áo xe Trung Quốc á, cái nhựa của nó bạn vừa đụng vô nó bể nát hết thôi. Thì nón cũng vậy. Thì một cái nón mà cái lớp siêu nó tốt á, thì khi mà bạn tác động một cái lực nào đó vô nó, thì cái lực mà nó xuyên qua cái nón á,
nó không phải ở ngay một điểm mà nó sẽ tỏa đều ra cái nón đó. Thì đó chính là cái vì sao mà nón nó xịn hay dởm hơn. Thì một cái nón nó sẽ cấu tạo đa phần đều giống như nhau, là đầu tiên là sẽ có lớp siêu nón, cái tiếp thứ hai nó là một lớp xốp. Lớp xốp này á, mình nhìn bằng mắt thường chẳng hạn như là nón xịn hay nón dởm nó nhìn cũng na ná chứ, nhưng mà cái quan trọng là nó có hấp thụ lực hay không. Đồ xịn là khi mà nó vô một điểm thì nó sẽ tỏa đều cái lực ra ngoài xung quanh cái nón, khiến cho bạn không có cảm giác gì. Nhưng mà với đồ dởm á, bạn đóng vào chỗ nào thì cái điểm lực ngay chỗ đó nó sẽ xuyên xuống ngay cái đầu bạn, đúng ngay điểm đó, và làm cho cái đầu bạn sưng một cục mặc dù cái nón vẫn còn nguyên. Đó là sự khác nhau giữa đồ xịn và đồ dởm. Còn bên trong cái nón thì thật ra thì nón nào nó cũng na ná như nhau, chẳng hạn như những cái lớp mút, lớp xốp để gắn lỗ tai. Thì với đồ xịn á thì những cái mút này rất là đã, nó mềm lắm, nó mềm và nó mướt, khi bạn mang vô nó rất là thoải mái. Và thậm chí những lớp da của nó cũng, lớp vải lót nỉ của nó cũng là những cái lớp mà rất là thấm hút mồ hôi. Đó, đây là một cái nón Arai, nó làm hoàn toàn bằng thủ công, từng lớp mút một nó làm thủ công hết. Và với những cái nón xịn á, cái kiến nó rất là đã, bạn có thể bẻ cong uống mà nó không dễ gãy, không dễ bể. Còn đối với những cái nón mà nón nhá chỉ có giá trị mấy trăm ngàn hay gì á, rất là dễ hư, dễ bể. Và cái tác dụng mà chống tia UV cực tím của nó qua cái lớp kiến thì nó cũng không có bằng gì những cái nón xịn như thế này. Thì đa phần những nón xịn bây giờ thì nó sẽ có cái lớp gọi là lớp chống tia UV. Vì thế với những người mới chơi á thì mình khuyên các bạn là như này, mình đừng có quan trọng quá vào cái kiểu cách. Mình độ cái nón rất là đẹp, rất là ngầu, nhưng mà mình té xuống rồi mình chết thì cái nón để làm cái gì? Đấy, thì lời khuyên cho các bạn đưa ra là: một, nếu các bạn muốn an toàn cho mình, các bạn có thể đi mua nón cũ. Rất là nhiều người chơi sử dụng những cái nón có thương hiệu như là HGC hay là AGV hay gì đó, thì người ta xài rồi, người ta muốn nâng cấp lên thì ta bán cái nón người ta lại cũ. Thì khi bạn mua nón cũ, bạn có thể mua được giá rẻ, có khi chỉ được nửa giá thôi, nhưng mà cái chất lượng của nó so với một cái nón mới của những cái hãng Trung Quốc thì nó gấp rất là nhiều lần. Cũng người mới ta mà. Và còn nếu mà ai mà yêu thích cái kiểu mà như là tem tiết cho nó màu mè, thì hiện giờ tất cả các tiệm decal đều có thể biến cái nón của bạn thành cái mẫu riêng cho chính mình. Điều mình muốn nói ở đây là hãy mua cái nón nó an toàn, rồi bạn muốn design kiểu nó như thế nào cũng được. Thì nói bắt đầu nói về tới mà cái công nghệ an toàn, thì theo cái tiêu chuẩn á thì mình sẽ có rất là nhiều tiêu chuẩn. Chẳng hạn như nón Arai đây, nó sẽ có tiêu chuẩn là Snell. Đấy, nó có chữ Snell dưới đây. Thì cái tiêu chuẩn Snell này với lại tiêu chuẩn DOT của Mỹ á, đó là nó cũng cùng một hệ như nhau, nó chỉ khác về cái vùng lãnh thổ thôi. Thì thường mình mua nón mình sẽ chọn những cái nón nào đạt những cái tiêu chuẩn như là DOT, Snell. Đó thử. Rồi về bắt đầu tới cái hãng, thì có một số hãng bây giờ nó sẽ nhái. Chẳng hạn như AGV thì nó ghi thành AGU hay một cái gì đó. Rồi hoặc thậm chí là đang một cái nón LS2. Thì có rất là nhiều người nhìn vào và cứ nghĩ cái LS2 này là một cái nón mà một cái hãng của Trung Quốc nó bán còn chịu mấy mà được, nhưng không phải. Cái hiệu LS2 á, nó là một cái hiệu của một hãng ở Tây Ban Nha. Còn một số cái nón mà LS2 hiện giờ bán trên thị trường á, nó là cái dòng LS2 nhưng mà của một hãng Trung Quốc sản xuất ra. Hai cái đó bạn phải hiểu nó đang khác nhau hoàn toàn. Một cái nó là hiệu LS2, một cái nó ghi là cái dòng LS2. Đó. Thì chẳng hạn với những cái dòng LS2 này của mà cái nón hãng Tây Ban Nha này, thậm chí những cái tay nào trong đua MotoGP hiện giờ cũng vẫn xài những cái loại nón như thế này. Thì đây là một cái lựa chọn rất là phù hợp với giá thành. Nó thì đạt tiêu chuẩn DOT của Mỹ, nhưng mà giá cả thì rất là rẻ. Những cái nón như thế này á, bình thường ở nước ngoài nó bán tầm cỡ 5 triệu, 7 triệu gì đó, tùy dòng nữa. Rồi có nhiều khi nó sale á, chẳng hạn như là nó sale nó bán giá rẻ, nón mới luôn nó bán giá rẻ chỉ còn khoảng 2 triệu rưỡi. Thế vậy thôi, vì sao mình lại không mua những cái nón chính hãng đạt tiêu chuẩn DOT của Mỹ mà mình lại đi mua những cái mà những cái hàng nhái, những cái dòng mà nó tạo ra cho mình cái gì đó mình không biết được. Vậy có nhiều người cứ nghĩ là F2 là của Trung Quốc, không phải. Đó. Thì ngoài ra còn vấn đề nữa, một cái câu hỏi đặt ra nữa, đó chính là đi phố thì mình nên đội nón gì. Thì mình không thể nào mình đi trong thành phố mà mình lúc nào mình đi công việc nhiều hay gì mà mình cứ đội những cái full face như thế này á, rất là khó chịu, nó rất là nóng nực, thiếu gió. Thì thường á, mình hay tư vấn cho anh em của mình á, là khi mình đi phố á, thì vì sao mình không chọn cái half face.
Half-face bây giờ thì nó có rất là nhiều hãng. Có thể mình xài HGC cũng được, nhưng mà HGC bây giờ giá cả nó cũng mắc rồi. Hồi xưa nó chỉ có khoảng 1 triệu hơn thôi, nhưng mà sau này giá nó càng ngày càng lên cao. Thì bây giờ mình hay kêu anh em mình xài những cái nói như ARB, ARB Black này. Đây, ngay cả một cái nói ARB Black thì nó cũng đạt được tiêu chuẩn DOT, phải tiêu chuẩn này của Mỹ. Và nếu như bạn đi trong thành phố City thì bạn sử dụng cái ARB Black này, nó vừa cản bụi. Đối với người lái xe, con mắt nó cũng rất là quan trọng. Bạn chạm mà bụi bặm các thứ gì nó chui vào con mắt bạn, nó sẽ rất là khó chịu bạn. Thì một cái nón có kiến là một cái sự lựa chọn phù hợp. Và với cái dòng ARB Black này á, thì mình lại có thể nâng cấp nữa. Chẳng hạn như đây, đây là cái ARB Black mà mình đội, chính mình đội. Thì mình nâng cấp cho nó là gì? Một cái kiến, một cái kiến khói hơn. Nó là mình nâng cấp cái gói này, nó gọi là nón hai kiến á, có nghĩa là gắn trên cái kiến zin. Hoặc là nó còn một cái nữa là để mình thay vào, thì mình có thể là mình sử dụng một cái kiến full màu đen. Nhưng mà cái nhược điểm của cái này có nghĩa là mình gắn cái này thì mình chỉ chạy ban ngày thôi, ban đêm mình chạy không chạy được. Nhưng mà nếu mình để kiến trong á thì là mình chỉ có chạy ban đêm thôi, ban ngày nó chói mắt quá. Nên cái sự lựa chọn một kiến đôi của mình là nó sẽ là sự lựa chọn tích hợp. Dĩ nhiên cái nào nó cũng sẽ có cái lợi cái hại của nó. Ngoài ra một cái điều mà mình khuyên cho những bạn mà mới chơi xe mà kinh tế cũng không nhiều nữa, ngoài cái chuyện mua nón cũ ra, thì nếu mình không thích mình có thể mua nón mới. Nhưng mà dĩ nhiên mình mua nón mới, mình mua cái nón nào mà giá cả nó phải chăng với mình, thì thường mình sẽ chọn những cái hãng giống như là tại vì mỗi hãng á, nó sẽ đều có những cái dòng nón khác nhau, có dòng cao cấp còn có dòng vừa phải. Thì kiếm những cái hãng như là HGC, AGV hay là Arai hay là Sway hay gì đó, thì những cái hãng nó đều sẽ có vòng thấp nhất. Nhưng dĩ nhiên tùy hãng sẽ có cái mức giá khác nhau. Thì mình khuyên là mua những cái dòng thấp, kiểu dáng như là kiểu dáng là cái tem hay gì đó của nó xấu thì nó không đẹp. Mình về mình có thể tự design, mình tự bui lại cái kiểu hay cho riêng cho chính mình. Thì đó cũng là một lựa chọn, như là bạn vừa xài nón mới mà có một tem riêng cho chính cái nón của mình, thì như vậy cái giá thành nó sẽ tốt hơn. Chứ giờ các bạn nghĩ đi, các bạn đòi cái nón Ago hay là một cái nón nhái nào đó chỉ giá có mấy trăm ngàn cái, đội vô mà chỉ là để cho đẹp rồi té xuống thì không còn cái tính mạng của mình. Vậy thì thử hỏi bạn mua cái nón nó làm cái gì? Vậy có nghĩa là bạn phí tiền, đồng tiền của bạn bỏ ra không có hiệu quả. Thì thay vì vậy, mình bỏ nhiều tiền hơn nhưng mình đầu tư một cái nón nó hiệu quả, đem lại cái an toàn cho mình. Tại vì cái cuộc chơi xe á, nó rất là lâu dài. Và không có thằng nào á mà nói được là tao chạy sẽ không té được. Mình đây mình chạy mà mình té hoài, nó bình thường thôi, xui chịu à. Cái đó không thể nào nói là tài giỏi hay không được. Nhiều khi như là mình chạy mình không đụng người khác thì người khác nó đụng mình. Đã rất là nhiều trường hợp vậy. Mình chạy mình không đụng người ta nhưng người ta đụng mình rồi té đập đầu xuống trong khi không đòi nó. Vậy nên hiện giờ mình cảm thấy mình quý cái tính mạng mình lắm. Mình sẵn sàng mình đội cái nón xịn đấy. Chẳng hạn như mình sẵn sàng mình đội cái nón ARB Black này cho toàn bộ những cái hoạt động mà chạy xe bình thường của mình. Thì cái nón nó chỉ khoảng 2.750.000 tới 2.850.000 tiền mà. Nhưng mà khi mình đội vào, cảm giác thứ nhất là nó rất là an toàn, mút nó ôm sát mặt mình, mình chạy gió bụi các thứ không sao. Mình té mà đập xuống nó cũng có đạt tiêu chuẩn DOT, AC hay Snell của nước ngoài, là nó đâu ok. Tại vì thật ra cái nón 3/4 này á, mình chạy trong đô thị mà mình đâu thế nào mình chạy mà quá tốc độ 5-60 hay gì đó mà mình đụng được. Còn khi mà mình đi ra đường trường, bắt đầu khi mình chạy trên những chiếc xe của mình mà khi mình đạt, mình đẩy tới vận tốc, mà những cái vận tốc như là ngoài 200 hay là 100 hơn hay gì đó, thì dĩ nhiên mình sẽ cần tới những cái nón đua. Thì ở những cái vận tốc cao thì cái nón đua sẽ giúp cho cái đầu của mình á, nó cảm giác nó an toàn hơn, cái luồng gió nó qua sẽ tốt hơn. Đấy, thì khi đó thì mình xài những cái nón full này. Còn khi mình đi trong thành phố mình chỉ xài những cái nón như ARB thôi. Tại vì giống như mình đã nói rồi, nó đạt nhiều cái tiêu chuẩn. Chẳng hạn như là nó có chống tia UV, nó có chống chày, và thậm chí nó cái chịu lực của cái nón này rất là cao. Đấy, đấy, vì thế đừng bao giờ chủ quan với cái đầu của mình. Đấy, bạn có thể làm ra tiền nhưng cái mạng của bạn mất đi rồi thì không tiền nào có thể mua lại được. Đó chính là cái điều mình nói. Nếu đã chơi, đã dám mua xe, đầu tư đồ chơi cho xe hàng chục triệu đồng, thì mình nghĩ cái đầu của bạn cũng phải nên có giá từ 5 tới 10 triệu chứ, đúng không?
Một khi mà các bạn cái đầu của bạn mà giá nó thấp hơn dưới 1 triệu mấy trăm ngàn đó, thì thiệt sự mà nói khi mà bạn đập cái đầu xuống đất thì lúc đó không còn tiền nào có thể mua lại được cái đồng nguyên vẹn của bạn nữa. Đấy, một cái câu chốt vậy thôi. Đừng bao giờ chạy theo thời trang mà hãy chạy theo chất lượng. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Một cái nón xấu đập xuống nhưng mà nó bảo đảm an toàn cho bạn, còn hơn một cái nón đẹp đập xuống cái nón còn rất đẹp mà cái đầu bạn không còn đẹp. Đấy, chốt là như thế. Chào mọi người, kỹ sư Hạnh.